Không biết có ai rảnh không nhờ mời mọi người ghé vô xem ủng hộ. Hôm nay mình vừa lạt lượt mạng thấy cái thằng Trương Quốc Huy. Thấy là cái thằng Trương Quốc Huy đấy. Nó nói về cái chế độ cộng sản, cho nên thì gọi là chế độ trong nước đi. Mình chẳng sẽ cho mọi người xem một cái đoạn lịch đoạn giao túc của cái thằng Trương Quốc Huy, rồi sau đó mình phân tích nha mọi người. Mình sẽ mở lại cho nhỏ đi một chút, cho vừa nghe cái bọn phản động này nói xấu đất nước á, và cái sự là xiến xỏ xuyên tạc của hắn á, mà mình mới đấy mà mới nghe xong liền mà mình tỏe đông đúng, mình chóng mắt cực kỳ luôn á. Chứ không cần phải là đứng lên ngồi xuống hay là cái gì này hết á, chỉ cần ai nói to và dám dối một chút là mình đã bệnh ra rồi. Bệnh ra mà tránh đi thì chớ, mà còn không á, mình ốm cả tháng luôn. Đây là cái thông cáo báo chí. Thông cáo báo chí của thượng nghị sĩ Jeff McClain. Không? Của tiểu bang Oregon đăng lại. Không? Đó, ông thượng nghị sĩ, ông Senator Jeff McClain. Không? Và ông này là thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ sẽ đi đến thăm Việt Nam. Quý vị thấy chưa? Đây. À, và ông McClain này, ông là cái người đứng đầu cái phái đoàn sẽ đi đến Việt Nam và Indonesia. Và ở trong cái chuyến đi này, họ có bàn về vấn đề, trong đó có human rights, tức là vấn đề về nhân quyền. Nhân quyền nha, về vấn đề nhân quyền. Và cái vấn đề nhân quyền này là một trong những cái gai, cái xương mà nhức nhát của bên phía nhà cầm quyền Việt Nam. Và trong lúc Việt Nam, Hoa Kỳ đang muốn... Dạ, thôi nha mọi người. Đến đây mình tắt cái loa này, cái loa của cái thằng Trương Huy Sam, để khỏi phải làm mất thời gian của mọi người. Và mình đằng sau này thì hắn cũng chỉ là nói tới nói lui mấy cái từ lốm cốm gọi là dột nạt thôi. Đấy, cho nên là không cần thiết phải nghe nữa, mà nghe thì chỉ là thêm làm mất thời gian của mọi người. Thì ở đây á, cái chủ đề của mình hôm nay á, là Trương Quốc Huy và tác dụng phụ là trong ngoặc nha mọi người. Tác dụng phụ là trong ngoặc là kém đánh răng của Pháp, sách tay từ Pháp về. Đấy, thì mình nói thật, mình nghe nó nói một đoạn mà mình tức cười quá. Thì ta nói á, cái trình độ như chúng mày, như mày đấy, Trương Quốc Huy, mày nổ vừa thôi mà mày cũng vắng tục nói phép vừa thôi. Đấy, cái trình độ như mày mà cũng đòi làm chính trị. Thì tao nói thật á, chẳng những là 48 năm mà còn mấy lần 48 năm nữa. Thì ba qué chúng mày cũng đừng có hòng mà lừa dối được những cái người dân mà gọi là chỉ lừa được những cái bọn ngu như là ổ kiến lửa đấy. Chứ còn mà những cái người dân mà bình thường cỡ như tao thì chúng mày đừng có hòng mà lừa. Mà cũng đừng có mơ rằng là lật được một cái góc nào của cộng đảng cộng sản, của cái chế độ này nha. Mày quá dốt là dốt luôn. Nhưng mà trong đó nói thế thì tao cũng phải thông cảm cho chúng mày một phần, là bởi vì chúng mày không sủa đấy. Chúng mày không ẩn, không tru trên, không nói, không xuyên tạc về cái chế độ Việt Nam ấy, thì sẽ không có người là thăm nuôi chúng mày, sẽ không có người cung cấp bánh mì cho chúng mày ăn. Cho nên là dù đúng dù sai thế nào thì chúng mày cũng là cứ chó đó là trách nhiệm của chúng mày mà chúng mày phải nói đó. Thì ở đấy á, tao nói với mày rằng, mày nói rằng là Việt Nam là đang có hai cái chế độ là trong cái bộ chính trị đấy, tức là Bắc Cộng và Nam Cộng. Đấy, nghe cái vẻ nói của mày thật sự là của một cái kẻ dốt nát và tiểu nhân và thiếu học, gọi là vô học đi cho nó lành. Đó, chỉ mày là mà chỉ có là trời cho mày cái miệng để mày nói, mà là mày không biết mệt thôi, chứ cứ tháo tháo bất tuyệt những cái từ vô bổ như thế để làm gì? Là mày ngạo mạn, mày hoáng ảo tưởng rằng là Việt Nam đang là cấm con ví nổ là xuất nhập cảnh, để là gọi là để là đánh đổi, để là tráo đổi,
để là làm cuộc thương lượng, giống như là con ví nổ là gọi là một cái con tính có giá trị lắm, để là đánh đổi cho một cái chuyến thăm viếng của một cái bầy ố hợp Mỹ mà nghe mà như mày nói là sáng sắp Việt Nam để là điều tra về cái nhân quyền Việt Nam. Thì nói lại á, thì tao nói xin thưa với mày rằng cái gì á, chứ cái gì thì tao không biết, không biết nhiều, không biết hết. Nhưng mà riêng cái chuyện nhân quyền của Việt Nam á, thì mày nói với thằng bố mẹ của mày có thiếu thì sáng đây Việt Nam cho Mỹ một tận luôn, chứ không phải là Mỹ mỡ nha. Cái tư cách của thằng Mỹ bố mẹ của nhà mày chưa đủ tư cách để nói về là cái nhân quyền. Và đấy, mày trong cái clip của mày, mày cố tình đưa cái thằng Mỹ, rồi đưa Mỹ cái thằng nghị sĩ đi xét mắt thấy cái gì gì đó. Nhưng mà đối với tao á, là những cái thằng nghị sĩ đó đấy là chết mất thấy, chứ không phải có xét xót gì hết đấy. Đừng có đưa chúng nó ra mặt khề là rằng là sắp tới là sẽ có một cái đoàn nghị sĩ, có một cái đoàn nghị sĩ ú bướu của Mỹ sáng điều tra cái chuyện nhân quyền của mẹ con ví nổ. Ô cha là mẹ ơi, thật phải nói rằng là ai chưa dùng thì thôi đừng có dùng, chứ ai mà biết, ai mà dùng rồi á thì nên khẩn trương là tẩy chay cái kém đánh răng của Pháp ấy nha, chứ cái tác dụng của nó là thật tai hại cực kỳ luôn đó, là tuyệt đối là không dùng nha, chứ dùng rồi á nó biết cái mô là treo lên ngọn cột điện đó, thật hắn tác dụng phù hắn kinh khủng luôn đấy. Thì con ví nổ á, đối với mày thì có thể là mày kêu gọi nó bằng cái mày kêu nó bằng mã, bằng bà nội, bằng cù nội nha mày, thì mặc xác mày nha Trương Quốc Quý. Thì tao nói với mày á, thì mày cứ bưng nguyên cả cái con đẻ mượn kia về mà thơ nhá. Chứ con á, nói rằng mà Bộ Chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam mà phải là cấm không cho con ví nổ về Mỹ đấy, để dùng nó làm một cuộc trao đổi với mấy cái thằng nghị sĩ Mỹ đấy. Thì tao nói thật mày á, mày ngu quá sức tao tưởng tượng. Thật mày ngu quá sức tao tưởng tượng luôn. Con ví nổ là cái quái gì? Ôi trời ơi, con ví nổ là cái gì? Con ví nổ có thể là cha, là má, là bà nội nha mày. Mày coi thường mày nghĩ sao? Mà mày có bình thường hay không? Mà mày dám coi thường rằng là, nói rằng là Bộ Chính trị sẽ dùng con ví nổ là làm một con tính là để đánh đổi với cái đám nghị sĩ Mỹ mà chuẩn bị sang Việt Nam để là điều tra về nhắn quyền. Trời ơi, tao nói thật á, tao nghĩ rằng mà đàn ông mà lại có những cái loài mà, có những mà cái loài mà nhớ nhớt như mày. Thật mà cứ nói nhớ 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 đúng rồi, không có chi cái chí gọi là xấu hổ hay là không có cái chí gọi là xấu hổ với bàn dân thiên hạ cả. Trong khi đó là mày ngu quá, như là những cái thằng mà gọi là trẻ con, mà gọi là những cái thằng không bình thường đấy. Hay là tác dụng phù của kém đánh răng mà sách tay từ Pháp về, tao cũng không biết nè. Người ta xin lỗi, làm áp phích, in chữ đàng hoàng là người ta xin lỗi dân tộc Việt Nam vì con em họ đã đến Việt Nam là gây hấn chiến tranh nọ kia. Đấy, nhưng mà những cái thằng ngu như cái thằng Trương Quốc Huy đấy, hay là những cái thằng ngu như những cái thằng trong nước, đang tồn tại trong nước mà gọi là có ăn có học đấy, mà chúng nó dám nói rêu ráo rằng là phải viết cho tạp tuốt, đưa lên mạng để là kêu gọi rằng là hãy tạm dừng hướng về nước Mỹ đấy, mà là chiến đấu ở trong nước đà đấy. Coi như cái chuyện này thì coi như cũng kết thúc tại đấy được rồi. Dư mình tạm dừng là cảm ơn mọi người đã vừa ghé vô ủng hộ kênh, và nếu mà cảm thấy có lý có tình á thì cho mình xin một cái like, một cái chia sẻ, một cái nút đăng ký nha mọi người. Rồi chào mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha.